Thưa quý vị và các đồng chí, tại hội nghị công an tỉnh lần thứ 32, Đại tá Bùi Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023 với khẩu hiệu hành động xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Kêu gọi cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an tỉnh ra sức thi đua, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, ngay sau hội nghị của công an tỉnh, công an các đơn vị địa phương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai các mặt công tác của năm 2023. Các đồng chí trong Ban giám đốc công an tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị. Trong năm 2022, lực lượng an ninh công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, tích cực tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh. Trong đó đã đạt và vượt 27 trên 27 chỉ tiêu công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng và nhà nước. Các đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham dự các sự kiện, hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn. Giữ vững an ninh trật tự dịp lễ Tết, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, góp phần hỗ trợ và thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế. Về công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong năm qua đã kéo giảm 13,1% số vụ phạm tội so với năm 2019. Tỷ lệ điều tra đạt 87,7%. Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá nhanh, tỷ lệ khám phá đạt 100%. Không để xảy ra các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp, tội phạm cho vay nặng lãi, tín dụng đen được đẩy lùi. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực. Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được chú trọng, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường các biện pháp, giải pháp có hiệu quả, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Với những kết quả đã đạt được, 4 đơn vị được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở, gồm Phòng An ninh Nội địa, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị và Công an huyện Đất Đỏ. Phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2022. Đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác, bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần vào thành tích chung của công an tỉnh. Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.